Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 300 cái token HERA. Rồi để tham gia vào cái dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu nhé. Đầu tiên thì mọi người cần phải đăng nhập này. Sau đó thực hiện các nhiệm vụ đầu tiên là like Facebook. Rồi mọi người sẽ kích chọn vào follow này cho mình. Rồi kích chọn follow. Rồi sau đó chọn continue. Tiếp theo thì join tiếp vào cái nhóm Facebook của nó. Rồi chọn tham gia nhóm. Sau đó quay lại này. Ở đây thì mọi người chọn continue tiếp. Rồi retweet lại cái bài đăng của nó. Chọn retweet. Mọi người sẽ bấm vào đây để follow của nó nhé. Sau đó thì retweet. Ở đây mọi người sẽ follow này. Sau đó quay lại này. Tiếp theo thì sẽ kích chọn like và retweet. Rồi quay trở về. Chọn continue. Tiếp tục join vào kênh Telegram. Rồi chọn join này. Sau đó quay về continue. Rồi tiếp vào kênh channel. Rồi. Tiếp tục quay trở về biểu mẫu. Chọn continue. Rồi sau đó thì sẽ share cái bài đăng của nó trên Facebook nhé. Mọi người like và share. Rồi ở đây thì mọi người chia sẻ luôn lên Facebook cho mình. Ok quay trở lại. Chọn continue. Tiếp theo sẽ nhập địa chỉ ví mạng PSC. Ở đây thì mọi người có thể lấy địa chỉ ví ở trên chiếc wallet hoặc MetaMask. Rồi mọi người sẽ copy cái địa chỉ ví cho mình. Quay trở về này. Dán cái địa chỉ ví vào đây. Chọn continue. Rồi sau cùng nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ. Rồi, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người tham gia vào Airdrop nhận cái token HERA. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.